Trước hết thì Phương Phương xin được giới thiệu các khách mời của chương trình livestream của chúng ta ngày hôm nay. Phương Phương xin được giới thiệu lại, thứ nhất là chị Thanh Lan, một khuôn mặt quen thuộc với trang Facebook Việt Tân. Mến chào chị Thanh Lan một lần nữa. Dạ, xin mến chào Xuân Phương và xin kính chào tất cả quý khán giả trên trang Facebook Việt Tân. Và kính thưa các bạn, người thứ hai là anh Minh Nhật, là một trong những người bị xét xử cùng trong vụ án với Minh Mẫn. Chào anh Minh Nhật. Xin kính chào chị Xuân Phương, kính chào quý khán thính giả và chào các khách mời. Dạ, cảm ơn. Và một người thứ ba mà cũng đến với chương trình livestream hôm nay của chúng ta, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài. Xuân Phương xin chào anh Đài. Xin chào chị Xuân Phương, xin chào các vị khách mời và xin chào tất cả quý khán giả. Vâng, kính thưa các bạn, để mở đầu chương trình hôm nay thì Xuân Phương xin kính mời chị Thanh Lan, chị luật sư Đài và anh Minh Nhật cùng tất cả các bạn. Chúng ta xem một video clip ngắn nói về cô gái hoàng gia Nguyễn Đào Minh Mẫn. Trong số 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị Tòa án Nghệ An kết tội hoạt động lật đổ chính quyền vào năm 2013, có hai người phụ nữ, đó là bà Đặng Ngọc Minh và con gái của bà, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị kết án đến 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Họ là những người tiên phong trong phong trào dùng sơn vẽ ký hiệu HSTSVN, có nghĩa là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Từ đó, gia đình của Minh Mẫn bị Công an An ninh Cộng sản Việt Nam để ý. Tuy biết rõ điều này, nhưng họ vẫn tiếp tục vẽ khẩu hiệu, rải truyền đơn, nhất là Minh Mẫn. Cả ba mẹ con bị bắt vào tháng 8 năm 2011. Là một cô gái trà vinh chân chất, với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Minh Mẫn lại rất kiên cường mạnh mẽ khi đối mặt với Công an An ninh Cộng sản. Vì trong quá trình điều tra, cô luôn kiên quyết không nhận tội, không xin khoan hồng trước những đe dọa, dụ dỗ của Công an, nên Minh Mẫn đã phải nhận bản án nặng hơn nhiều người khác trong số 14 người cùng bị xét xử. Tại phiên tòa kết án mình, tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã dõng dạc nói: "Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ ghi các khẩu hiệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam." Minh Mẫn cũng đã tuyệt thực hai lần để phản đối quản giáo trại giam đối xử bất công với cô và các tù nhân lương tâm. Ngày 2 tháng 8 năm 2019 là ngày mãn hạn tù của tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Vì yêu nước mà Minh Mẫn đã phải vào tù khi mới 26 tuổi. Cô đã dâng cho quê hương tuổi thanh xuân ngọt ngào, dâng cho quê hương mái ấm gia đình. Sau 8 năm bị giam trong chốn lao tù tối tăm, nhưng trong tim cô, ngọn lửa đấu tranh vẫn thắp sáng niềm tin ngày đất nước thanh bình tự do. Cũng như các bạn cũng biết thì chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa mới được mãn hạn tù sau 8 năm dài bị tù đầy chỉ vì chị đã kẻ 6 chữ HSTSVN để mà khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thì vào ngày 2 tháng 8 vừa qua chị đã trở về với gia đình, thì có lẽ một số các bạn, Xuân Phương hy vọng là rất nhiều các bạn đã theo dõi chương trình phỏng vấn ngắn của chị Minh Mẫn ngay trong ngày mà chị trở về với gia đình ngày 2 tháng 8 vừa qua ở trên trang Facebook Việt Tân. Thì hôm nay trong các khách mời của chúng ta có anh Minh Nhật. Anh là một người đã bị bắt và bị xét xử cùng trong vụ án với chị Minh Mẫn. Thì Xuân Phương xin được hỏi anh Nhật là trong phiên tòa, không biết là Minh Mẫn đã có những cử chỉ hay lời nói gì khiến anh chú ý nhất hay không ạ? Dạ, kính thưa chị Xuân Phương, kính thưa quý khán thính giả. Có lẽ là điều mà tôi nhớ nhất đó là ở trong phiên tòa, một trong hai điều đặc biệt mà tôi nhớ đó. Cái thứ nhất là chị là người phụ nữ trẻ nhất. Cái thứ hai đó là trong phiên tòa có một cái câu nói mà tôi ấn tượng mãi, là câu nói: "Nếu như được trở lại quá khứ thì tôi vẫn viết như vậy", tức là vẫn viết dòng chữ HSTSVN. Và cái câu nói nó đánh động vào trái tim của tôi, làm tôi nhớ, bởi vì là đó là một cái câu khẳng định lại cái điều mà mình đã làm, khẳng định lại cái điều mà mình nghĩ là đúng trước một phiên tòa. Và đối diện với cái điều đó thì không phải là ai cũng có thể làm được. Dạ, thì không biết là khi chị Minh Mẫn nói cái câu đó, phía bên quan tòa họ có cái
phản ứng gọi là sửng sốt hay không anh? Họ có cảm thấy là bất ngờ khi mà một cái câu nói khẳng định như vậy, một cái câu nói mạnh mẽ như vậy đến từ một cái cô gái còn rất trẻ tuổi? Cái thẩm phán phiên tòa họ khi mà họ hỏi cái câu hỏi để lặp lại như vậy đó, thì ý của họ là muốn chị Minh Mẫn hay là những cái người tham dự phiên tòa đó họ chối bỏ đi cái điều họ nói hoặc là xin một cái gì đó, một cái ân huệ nào đó. Nhưng mà khi mà chị Đặng Minh Mẫn nói lại cái câu là nếu mà có quay trở lại quá khứ thì tôi vẫn cứ viết cái chữ như vậy HSDSVN đó, thì đó là một cái điều mà chắc chắn là thẩm phán phiên tòa họ không muốn nghe, bởi vì dù sao đi nữa tôi nghĩ rằng là họ muốn có một cái gì đó, một cái lý do đủ để giảm án, bởi vì cái việc mà viết một cái dòng chữ HSTSVN nó không sai, và vì vậy nên là có lẽ là thật sự là cái sau đó thì họ tuyên bản án 8 năm tù như một cái cách thức họ thể hiện cái thái độ của họ về cái sự khẳng định đó, và dĩ nhiên là nó còn nhiều yếu tố nữa. Nhưng đó là tôi nghĩ là một trong những cái một cái lý do mà để họ không có cái cớ mà để mà giảm nhẹ xuống. Vâng, kính thưa các bạn, thì như các bạn cũng biết là chị Minh Mẫn vừa mới trở về nhà, mới có vào ngày hôm 2 tháng 8 vừa qua mà thôi. Thì ngày hôm nay có một số người thân, bạn bè đến thăm cũng như ngồi với gia đình của chị Minh Mẫn. Dạ vâng. Thì chắc các bạn cũng biết là gia Anh đình chị dạy Minh nhé. Mẫn là ở Trà Vinh. Thì ngày hôm nay ở tại tư gia của Ngồi gia lại đây ạ. đình chị Minh Mẫn, Ngồi đây cũng người thân đã ngồi đến cũng để ngồi đấy chúc ạ. mừng. Ngồi đây hay Thì là cô đọc chúng tôi xin phép được chuyển cho các bạn xem gì đấy. những cái hình ảnh trực Em có tiếp biết căn từ ngồi đấy không Trà Vinh, tại tư gia của chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Xin Xuân Phương thấy trên màn hình hiện nay là anh Duyệt. Xuân Phương xin chào anh Duyệt ạ. Dạ, xin chào chị Xuân Phương ạ. Và xin chào tất cả mọi người Xin ạ. chào Duyệt. Dạ. Chắc chị Lan thấy anh Duyệt là nhận ra người quen phải không chị? Không biết chị có câu hỏi thăm gì ảnh không? Alo, mến chào Duyệt. Đã lâu không Dạ. có trò chuyện với nhau. Dạ, em chào chị Thanh Lan. Kính thưa quý vị, Duyệt tức là Nguyễn Văn Duyệt là một trong những người bộ mình trong cái vụ án của Nguyễn Đặng Minh Mẫn trong 14 thanh niên Công giáo và Tin Lành. Thì Duyệt cũng bị án 4 năm tù phải không ạ? Dạ, em bị án 4 năm tù và Và 4 bao năm nhiêu năm quản quản chế nữa. chế? Dạ vâng. 4 năm quản chế nữa. Dạ, cũng cũng chỉ vì duy nhất là biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2011, Duyệt cực khẳng định Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam cũng như Minh Mẫn, và Duyệt cũng là một cái người nhiệt tình nhất, Duyệt rất là nhiệt tình trong cái sinh hoạt giới trẻ của giáo xứ. Thì rất vui được trò chuyện lại với Duyệt và rất là cảm động khi mà thấy cái sự khó khăn của những anh em Nghệ An vào tận Trà Vinh thăm gia đình Minh Mẫn và là một người bạn tù cùng chung vụ án với Duyệt. Trở lại với Xuân Phương. Thì trước hết thì hỏi muốn hỏi anh Duyệt là anh có cảm nhận như thế nào khi mà thấy một cô gái như Nguyễn Đặng Minh Mẫn mà bị đến 8 năm tù lận thưa anh? Tại sao Tòa án Cộng sản Việt Nam lại đưa ra một cái bản án nặng nề như vậy với một cô gái trẻ mà khi chúng ta nhìn một cái tấm hình ở ra phía trước tòa thì Minh Mẫn phải nói là cái người đứng thấp nhất, bé nhất trong tất cả các người bị xét xử trong phiên tòa lần đó thưa anh? Dạ thưa chị Xuân Phương, thật sự thì một cô bé với vóc dáng tuy thấp nhưng mà tinh thần của cô thì rất là cao, đặc biệt là trong phiên tòa xét xử thì cái sự bất công của tòa án đã nói lên tất cả cái sự kiên trì và kiên định của cô. Thật sự anh em chúng tôi là những người con trai nhưng mà tinh thần đang thua một cô gái trẻ rất là nhiều. Tinh thần của cô rất là kiên định trong khi tòa xét xử, bởi vì với mục đích là cô đòi muốn nói cho mọi người biết là Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, nhưng mà với cái sự độc tài của Cộng sản đã bắt giam cô 8 năm tù với một bản án là khắc nghiệt dành cho cô. Và hôm nay tôi thấy tinh thần trở về của cô là tinh thần rất là sảng khoái và cô có một cái gì đấy rất là trở lại với vóc dáng xưa. Nhỏ mà có võ đấy chị tên là.
Dạ đúng rồi. Em nhỏ nhưng em có vỏ. Xuân Phương không biết là luật sư Đài có muốn chia sẻ gì những cảm nghĩ của anh như thế nào về chị Minh Mẫn cũng như là về những cái một cái bản án khắc nghiệt như vậy đối với chị anh. Vâng, thưa chị Xuân Phương cùng quý khách mời cùng tất cả quý khán giả, thì lúc mà tôi có trước khi tôi bắt lần đầu tiên đấy thì vẫn chưa tham gia biết trong mình vẫn bị bắt thì tôi đã ở trong tù, nhưng mà sau khi ở tù thì vẫn qua những số liệu của chị trước phiên tòa thì có thể nói là hôm qua sau khi xem cái live stream uống 6 chữ Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam mà lại bị xử phạt đến 8 năm tù thì tôi mới nghĩ rằng là tại sao lại như vậy. Thì sau khi suy nghĩ tôi thấy là bởi vì là trên thực tế á, thì rõ ràng Hoàng Sa trước đây là của Việt Nam nhưng đã bị Trung Quốc xâm chiếm, thì bây giờ muốn đòi lại Hoàng Sa trở lại của nước của chúng ta thì rõ ràng là với chế độ cộng sản hiện tại thì họ không có đủ khả năng để làm việc đó. Nhưng mà nếu như Việt Nam có tự do dân chủ, một cái chính quyền mới lên, xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh kể về kinh tế quân sự, thì trong tương lai chúng ta có thể đòi được Hoàng Sa trở lại với tổ quốc của mình. Thế nên là khi để khẳng định cái chủ quyền Hoàng Sa của mình ấy, thì rõ ràng là chúng ta phải lật đổ cái chế độ cộng sản đó. Thì bởi vì chỉ với câu nói đấy, tức là chỉ cần nói là Hoàng Sa là của Việt Nam thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiểu là muốn đòi Trường Sa lại phải lật đổ họ. Cho nên là chỉ với câu nói với chị đã bị phạt tới 8 năm tù chỉ vì như vậy thôi. À, vâng, nhưng mà bây giờ thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại kêu gọi tất cả người dân cùng họ chống Trung Cộng để mà lấy lại bãi tư chính, đúng không anh? Vâng, đấy vâng, là cái điều khi những người cộng sản họ làm cách mạng á, không phải để phục vụ tổ quốc và nhân dân mà phục vụ cho cái quyền lực của họ. Bất kỳ một khi nào họ thấy là cái quyền lực của họ bị có nguy cơ đe dọa hay mất uy tín người dân thì họ lại kêu gọi người dân ủng hộ họ. Khi mà họ đã ổn định cái quyền lực họ rồi thì họ coi người dân như dơm rác, họ chẳng coi là cái gì cả. Bản chất của cộng sản là từ xưa này lên. Vâng, thì đó là một trong những cái điều mà khiến cho những thanh niên như chị Minh Mẫn hay anh Duyệt hay anh Nhật là đã có cái lòng dũng cảm, có cái lòng dấn thân vì quê hương đất nước, vì chủ quyền của biển đảo của Việt Nam, nhưng mà lại bị những cái bản án rất là bất công, rất là khắc nghiệt để mà nói lên cái sự hèn với giặc, ác với dân của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Nhưng mà đổi lại thì các anh, các chị đã nhận được rất nhiều cái sự cảm phục, cái sự đồng hành, cái sự hỗ trợ của tất cả, không những là những người thân, bạn bè, mà ngay cả những người chỉ biết đến những cái việc của anh chị làm thôi, thì họ cũng đã lên tiếng, cũng đã có những cái sự hỗ trợ. Đặc biệt trong những ngày qua, Xuân Phương nhận thấy rằng trên mạng xã hội có rất 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 nhiều những cái lời chúc mừng cũng như những cái lời khuyến khích gửi đến cho chị Minh Mẫn, cũng như gửi đến cho tất cả các anh trong cái vụ án mà 14 thanh niên công giáo. Thì được biết là hôm nay cũng có rất một số bạn bè, người thân đến tư gia của chị Minh Mẫn để mà chúc mừng chị. Thì Xuân Phương xin được hỏi anh Duyệt là hiện giờ là không khí gọi là tại hiện trường như thế nào rồi thưa anh? Chắc là vui nhộn lắm phải không anh? Dạ, cảm ơn chị. Hiện tại thì không khí tại gia đình tù nhân Lương Tâm người Minh Mẫn rất là vui. Cho dù thời tiết có mưa gió lớn, nặng hạt, nhưng mà bà con, đặc biệt là có bác hai, bác ba ở Sóc Trăng có tới, rồi các dì năm, dì bảy và anh em hàng xóm, cũng bà con cũng đến là rất là khá đông trong cái buổi đón Minh Mẫn về hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là có cô Hóa, mẹ của tù nhân Lương Tâm Nguyễn Đình Cương đến từ Nghệ An, rồi có anh em đấu tranh ở Sài Gòn cũng có ghé tới, rồi anh em đấu tranh giới trẻ ở Vinh. Và đặc biệt còn có một số anh em bà con tới xóm, những người đấu tranh, bạn bè cũng có tới chúc mừng ngày Minh Mẫn trở về hôm nay với gia đình. Thật là một bầu không khí rất là ấm cúng. Bà con, anh em, cô bác tụ tập về đây, quay quần về đây rất là đông vui. Như vậy thì có lẽ chương trình ở bên đó đã bắt đầu chưa anh Duyệt? Dạ, chương trình bên này bắt đầu rồi chị Xuân Phương.
Dạ, như vậy thì Xuân Phương xin kính mời các bạn chúng ta cùng theo dõi hướng về Trà Vinh, theo dõi một cái sự cuộc đến chi vui với tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Vâng, kính thưa các bạn, thì thật là ấm lòng khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh những bạn bè đi từ xa đến để mà có một lời chúc mừng, để mà có thể có một cái bắt tay, một cái ôm hôn để mà khuyến khích cho Minh Mẫn, giúp cho Minh Mẫn có thêm tinh thần nghị lực để mà tiếp tục trở về với gia đình, tiếp tục cuộc sống trở lại trong cộng đồng sau 8 năm phải nói là dùng cái chữ lưu đài. Thì Xuân Phương biết rằng anh Đài cũng như anh Nhật cũng đã từng bị ở tù. Dạ, vâng, Xuân Phương đang định hỏi anh Đài với anh Nhật, nhưng mà được biết là chúng ta cần phải quay trở lại chương trình tại Trà Vinh. Xin mời các bạn cùng Xuân Phương trở lại những hình ảnh từ Trà Vinh. Kêu là ảnh về thay ngay tặng qua cho cô đó nè. Dạ, các bạn đang xem trên màn hình đó là cháu trai của Minh Mẫn tặng hoa cho cô ba của mình. Dạ, đây là lần đầu tiên mà cháu được gặp cô ba vì ra đời trong lúc mà cô ba đã bị đi tù rồi. Thì đúng là những cái hình ảnh rất là xúc động. Và giờ đây xin bác Hai Huấn có rất là đại diện cho gia đình là tặng bó hoa cho cháu mình có 8 năm. Cháu không ở nhà, bây giờ cháu là về với gia đình. Thì bác Hai. Thôi hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình tổ biết cái buổi họp mặt vui vẻ. Trước hết là mừng cho Minh Mẫn được về chung họp với gia đình. Thứ hai cũng chúc mừng cho ba mẹ của Minh Mẫn có được đứa gái về chung với gia đình, đó là niềm vui chung. Rồi xin đại diện tất cả bà con cô bác ở đây tặng cho Minh Mẫn một bó hoa, chúc Minh Mẫn như là khỏe mạnh và hợp tác với gia đình sống vui vẻ khỏe mạnh. Xin cảm ơn lời nói rất là
Vâng, các bạn thấy là Xuân Phương thấy là có chuẩn bị quá nhiều là hoa. Phương hy vọng là một chút là không biết là hoa nó có nhiều đến nỗi mà chúng ta không còn nhìn thấy Minh Mẫn nữa không, mà chỉ thấy giống như là cả một rừng hoa. Xuân Phương được biết là từng người vâng, thưa các bạn, thì nói đến các tù nhân lương tâm, sau khi mà ra tù trở về thì như chị Minh Mẫn có chia sẻ trong cái cuộc phỏng vấn trên trang Facebook ngày hôm 2 tháng 8, thì cái chuyện mà hồi nhập trở lại cái cuộc sống đối với một tù nhân lương tâm rất là khó khăn, bởi vì bị những cái sự ngăn cản của chính quyền địa phương. Thì Xuân Phương xin được hỏi luật sư Đài cũng như anh Nhật, Xuân Phương xin được hỏi anh Đài trước, thì khi mà anh ra tù đó, thì anh bên chính quyền địa phương có gây khó khăn gì cho anh hay không? Và anh đã có những cái phản ứng, những cái đối xử như thế nào thưa anh? Vâng, thì trước tiên thì chúng ta phải hiểu cái bản chất của cái quản chế là gì. Quản chế thì là nó gần như một hình thức tước đoạt cái quyền tự do đi lại của những người bị áp đặt cái hình phạt quản chế đó. Họ muốn cách ly những người bị quản chế ra khỏi cái cộng đồng xã hội. Thì đối với hình phạt quản chế thì họ quy định những người bị quản chế chỉ được phép đi lại trong phạm vi phường, xã nơi mình đang cư trú. Còn khi mình muốn ra khỏi cái phạm vi phường, xã đó thì mình xin phép chính quyền địa phương tùy theo mức độ ở trong phạm vi quận, huyện hay là phạm vi thành phố, tỉnh hay là ra vượt ra khỏi cái đó. Thế thì khi mà tôi ra tù thì lúc đó thì có đại diện của từ Bộ Công an, Sở Công an, rồi quận, rồi ở phường. Thì họ có hỏi tôi là anh có cái nguyện vọng gì, thì tôi nói với họ là gì, tôi biết rằng là cái hình phạt quản chế là khi ra khỏi địa phương phải xin phép, cho nên là tôi muốn rằng là tôi có ba cái việc đi mà không có xin phép, nhất là đi nhà thờ, thứ hai là đi thăm người thân, và thứ ba là đi mua sắm cái thực phẩm hàng ngày, việc đó là việc thường xuyên. Thì họ chấp nhận cho tôi cái ba điều kiện đó, còn lại những cái đi việc khác thì mình phải xin phép. Thế thì trong thời gian đầu khi mà mình chưa có những cái hoạt động tham gia xã hội, chưa có gặp gỡ các phái đoàn quốc tế hay là chưa lên tiếng trên không gian mạng á, thì họ để cho mình tương đối thoải mái, có những sự kiện gì á, thì họ theo dõi mình phía sau thôi, chứ họ không có ngăn chặn họ mình tại chỗ. Nhưng mà sau khi mà tôi thành lập hội nhóm dân chủ á, bắt đầu có những hoạt động mạnh mẽ hơn, thì tôi bị bắt thường xuyên, tức là cứ mỗi khi ra khỏi nhà mình không xin phép là họ chặn, họ bắt. Phải nói là tổng kết khoảng độ trong vòng 3 năm á, thì họ bắt đến mười mấy lần bị bắt và phạt hành chính. Thì đấy là đấy vấn đề là việc mình có được tự do thoải mái hay không tùy thuộc vào cái mức độ của mình hoạt động phong trào đấu tranh cho dân chủ ở trong nước. Thế thì nhân tiện đây tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm luôn á, thì ngày nay á, lúc thời điểm tôi ra tù thì lúc ấy mạng xã hội đã có rồi, Facebook đã có rồi, nhưng mà nó chưa phát triển mạnh như bây giờ. Cho nên thì cái việc sử dụng mạng xã hội để giao lưu kết nối với mọi người ấy, thì nó hạn chế. Nhưng mà ngày nay ấy, thì Facebook đã phổ cập ở trong nước cũng như ở bên ngoài, cho nên một cái người bị quản chế thì mình có thể sử dụng mạng xã hội để mình đóng góp rất nhiều cái tiếng nói của mình trong cái công cuộc đấu tranh mà mình không nhất thiết để phải giao lưu gặp gỡ. Ví dụ như bản thân tôi bây giờ tôi bị lưu đày sang bên Cộng hòa Liên bang Đức, thì cũng gần như là hình phạt tách ly mình ra khỏi cộng đồng người Việt ở trong nước. Nhưng mà khi mình sử dụng mạng xã hội để mình kết nối với người cộng đồng người Việt trong nước rất là dễ dàng và thuận lợi. Thì tôi nghĩ là trong trường hợp của mình cũng vậy. Ok, xin dừng lại. Dạ, xin lỗi anh Đài. Chúng tôi xin được phép được trở lại với những hình ảnh từ Trà Vinh. Các anh chị từ thành phố Vinh, tất cả các anh chị em ở Sài Gòn, tất cả các cô bác, anh chị họ bên ngoại, họ nhà nội, hôm nay có tụ họp đông đủ về đây để mừng ngày Minh Mẫn sau 8 năm tù đầy trong lao tù cộng sản được trở về với gia đình, đoàn tụ với gia đình. Hôm nay gia đình có đôi lời cảm tạ đến tất cả, trước nhất là các cha ở dòng chúa Cứu Thế Hà Nội, các cha ở dòng chúa Cứu Thế Sài Gòn, và tất cả các linh mục và các cộng đoàn của giáo dân ở tất cả các giáo xứ từ ba miền Trung Nam Bắc đã đồng hành cùng gia đình và giúp đỡ gia đình
trong suốt 8 năm qua để nuôi Minh Mẫn và tiếp tế lương thực cho Minh Mẫn. Trong lúc Minh Mẫn đang thử án trong lao tù cộng sản và phải cách xa nhà hàng ngàn cây số. Đó là một cái sự hết sức là khó khăn đối với gia đình. Nếu không có cộng đồng chung tay góp sức giúp đỡ thì coi như gia đình của chúng tôi cũng rất là nguy kịch. Và hôm nay nhân cái buổi để mừng cháu trở về, mừng Minh Mẫn trở về đoàn tụ với gia đình, đoàn tụ với tất cả các anh chị em, tất cả các mọi người trong và ngoài nước luôn luôn đã giúp đỡ và đồng hành cùng gia đình. Thì hôm nay gia đình không biết nói gì hơn, chỉ có lời cảm tạ sâu sắc nhất đối với các quý cha, các sơ và tất cả các anh chị em trong phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Và cuối cùng hôm nay gia đình có tổ chức một bữa cơm thân mật để chia vui với gia đình để mừng Minh Mẫn được trở về đoàn tụ. Xin chúc mọi người có một sức khỏe tốt và bình an. Chúc các quý vị có một bữa cơm ăn ngon miệng. Xin cảm ơn tất cả. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là cô Minh, mẹ của chị Minh Phận, đã có lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, gia đình đã giúp cho gia đình vượt qua những cái khó khăn trong 8 năm qua. Cho Minh Phận gửi lời cảm ơn đến các cha Đức Hồng Y và mọi người yêu mến trên mọi miền đất nước. Hôm nay là ngày Minh Phận được đoàn tụ với gia đình. Rất là vui và rất là nhớ gia đình. Hôm nay được đoàn tụ, gia đình Minh Mẫn có mở một buổi tiệc để chào đón các họ hàng bên nội bên ngoại của Minh Mẫn đến đây để chung vui cùng Minh Mẫn được trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách, cùng với các bạn ở từ phương xa, xa xôi từ Nghệ An, tất cả các bạn bè ở khắp nơi cũng đang theo dõi Minh Mẫn. Cho Minh Mẫn gửi lời cảm ơn sâu sắc vì tất cả mọi người lúc nào cũng đồng hành, lúc nào cũng Minh Mẫn cũng nhận được tình cảm đồng đầy của mọi người dành cho. Cho Minh Mẫn gửi lời cảm ơn rất là nhiều. Vâng, kính thưa các bạn, vừa rồi là lời cảm ơn của Minh Mẫn. Rất là Minh Mẫn rất là xúc động trước những cái tấm lòng của mình. Linh mục John Bautista Nguyễn Đình Cục là quản sứ sông Ngọc cho Phần Vinh. Thì hôm qua là cha có vào Sài Gòn để thăm, thì xuống đây để tham dự cái sự kiện này, nhưng vì một cái lý do đặc biệt mẹ của cha Nam mất, cho nên ngài buộc phải về Vinh để đứng lễ, ngài không thể xuống được. Thì ngài có nhờ tôi truyền một món quà này tới chị với lời nhắn là chúc mừng chị đã về với gia đình và chúc chị luôn kiên vững trong ý chí hay còn trong cuộc sống. Con gửi lời cảm ơn cha. Con cũng mong được một lần gặp cha cùng tất cả mọi người. Vâng, có vẻ như là cái sự chào đón cũng như quan tâm của tất cả mọi người khiến Minh Mẫn rất là xúc động. Thì nhìn những cái hình ảnh như thế này thì không biết anh Minh Nhật có cảm giác như thế nào thưa anh? Dạ thưa chị Xuân Phương, thì khi nhìn thấy những cái hình ảnh của chị Minh Mẫn thì trước tiên đúng là em rất là vui. Và có lẽ cũng giống chị Minh Mẫn là mình cảm thấy được là chị cũng rất là hồi hộp, rất là có cái cảm xúc nó rất là dâng trào. Vì vậy nên nhiều khi chị cũng có lẽ còn nhiều lời để muốn nói, nhưng mà chúng ta có lẽ dành thêm thời gian để sau này được nghe thêm nhiều câu chuyện của chị. Và rồi nhớ lại những cái ngày mình ra tù cũng được rất nhiều anh em đến thăm, đến viếng. Mà dĩ nhiên như chị Minh Mẫn thì em cũng không biết được đó là ai, chỉ biết rằng đó là bạn thôi. Bởi vì có lẽ là cái sự đơn giản của những cái người đấu tranh, những cái người mà có chung lý tưởng, đó là họ có chung cái nụ cười. Nên là em nghĩ là đó là cái điều mà mình có thể nhận thấy được chung và cảm nhận lại được chính những cái gì mình trải qua.
Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ của Minh Nhật. Thì chúng tôi cũng xin được chuyển một số những cái lời phát biểu, những cái lời của người ở tại Việt Nam vì đường xá xa xôi không đến tham dự, không đến Trà Vinh để tham dự cùng với gia đình của Minh Mẫn, thì cũng đã có gửi những cái lời chúc mừng. Thì Xuân Phương xin mời tất cả các bạn cùng với Xuân Phương nghe những cái lời chúc mừng chân tình này. Là một người trong cùng vụ án với Nguyễn Đặng Minh Mẫn, tôi hết sức khâm phục ý chí, nghị lực và tình yêu quê hương đất nước của Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, gắn liền với Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Nguyễn Đặng Minh Mẫn là một hình tượng cho tuổi trẻ yêu nước, cho sự dấn thân và lòng can đảm. Và Nguyễn Đặng Minh Mẫn cũng chính là một trong những người cho tôi một động lực thúc đẩy cho tôi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để tôi dấn thân vào con đường đấu tranh cho quê hương, cho Tổ quốc Việt Nam. Cái hình ảnh của Minh Mẫn, cái tấm gương Minh Mẫn đã trở thành một tấm gương mà nó đã ảnh hưởng lên tôi rất nhiều trong từ khi tôi bắt đầu tham gia đấu tranh cho đến bây giờ. Tôi luôn lấy đấy là một cái nguồn cảm hứng, một sự đấu tranh, một sự dấn thân rất là trong sáng. Và trong cái cuộc đồng hành của chúng tôi tới trại 5 và trại 6 vừa rồi mà bị đàn áp, thì có cả bố mẹ của Minh Mẫn, khi thực tế gặp họ thì tôi lại càng cảm phục hơn. Và khi mà chúng tôi bị đánh đập, anh chị Lợi Minh cũng bị đánh đập ở trong vụ đấy, nhưng anh chị rất bình thản và không sợ hãi. Tôi càng cảm phục họ thêm. Chúng tôi cũng rất tự hào là được là đồng đội của một người con gái bình dị mà dũng cảm kiên cường như là Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của những người như Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Thì giờ mong sao gọi Minh Mẫn khi đúng ngày ra tù, mong sao gọi Minh Mẫn được cái công việc đầu tiên là Minh Mẫn hồi phục được sức khỏe. Đấy. Kiểm tra tất cả về mặt y tế, về mặt sức khỏe. Sau đó thì cũng rất là mong Minh Mẫn sau khi ổn định cuộc sống mà tất cả chúng ta và tiếp tục trên con đường để mà đấu tranh tất cả những cái việc của mình làm. Một khi mình đã còn có sức khỏe và có trí tuệ, rất là mong Minh Mẫn lại tiếp tục đồng hành với tất cả các anh em chị em đấu tranh khác, và tất cả mọi cái cầu nguyện cho Minh Mẫn gặp mọi điều may mắn. Chúc Minh Mẫn là mạnh khỏe, luôn luôn tươi trẻ, xinh tươi và vẫn giữ vững được cái tinh thần ý thiết đấu tranh mà để cho tất cả mọi người đều noi gương Minh Mẫn. Và cũng một cái điều mong muốn nhất mà khi chị gặp mẹ Minh Mẫn trong mấy ngày qua đấy là nhanh chóng để cho mọi người được uống rượu mừng cờ Minh Mẫn. Vâng, kính thưa các bạn, đó là một số chia sẻ của những người bạn của gia đình Minh Mẫn, những người đã từng có chị Cấn Thị Thêu là một người đã từng ở chung tù với một khoảng thời gian với Minh Mẫn. Thì đó là những cái lời chia sẻ của những người vì đường xá xa xôi không có thể đến Trà Vinh để mà chúc mừng Minh Mẫn được. Thì cái đến chúng tôi cũng có một số những cái lời chia sẻ của những người đã từng lên tiếng vận động cho Minh Mẫn trong những cái lần vận động với các chính khách của quốc tế. Thì họ là những dân biểu, những đại diện cho các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền. Thì Xuân Phương cũng xin muốn gửi đến các bạn một số những lời chia sẻ của các vị này. Madame Minman, je suis Anne-Marie Fanax-Vernon, députée au Grand Conseil du canton et de la République de Genève. Je tiens à vous dire toute mon admiration, mon respect, ma considération pour votre combat de longues années passées en prison pour les droits humains au Vietnam et votre long combat pour lutter contre l'injustice qui est faite au peuple vietnamien qui veut une vraie démocratie. De tout mon cœur, j'espère que vous serez libérés le 2 août. Et si j'ai l'honneur et la joie de vous rencontrer à Genève, je serai extrêmement fière de vous serrer dans mes bras. Bon courage, madame, je suis à vos côtés. Et l'espoir est toujours plus fort que la peur. Madame Minman, je suis Natacha Buffet des Failles, députée suppléante au Grand Conseil du canton et de la République de Genève. Je tiens à vous faire part de ma profonde admiration pour votre courage. Ce courage qui vous permet de lutter pour la démocratie.
ce courage qui vous permet de lutter contre l'intimidation, l'oppression et la peur. Votre combat est guidé par celui des valeurs profondes, de la liberté et de la paix. La démocratie a besoin de gens comme vous. Vous rendez le monde meilleur. Merci. Madame Lingman, je suis Patrice Abideau, députée au Grand Conseil de la République et du canton de Genève. Le combat pour la liberté, la paix et la démocratie demande courage et persévérance. Vous avez toute ma considération et j'espère que le 2 août sera le jour de votre libération. De même, je vous souhaite que le 3 soit celui des retrouvailles et de la marche en avant. Cette marche en avant pour laquelle vous vous êtes battu pour le bien de toutes et de tous. Avec mon profond respect, je vous transmets mes chaleureuses salutations. Hi Lingman, I am so happy that you're finally free and that you get to join your family and friends after those years of hardship. Being able to withstand 8 years of imprisonment and ill treatment, especially in the dire conditions of Vietnamese jails, is an incredible testimony of strength and courage, and it speaks volume of your determination. You should never have been imprisoned in the first place. I now hope that you get time to rest and spend time with your loved ones, and I wish you all the best. At Reporters Without Borders, we felt the need to pay our deepest respect to Nguyen Dan Minh Man. Her release is a wonderful piece of news, of course, but she should never have been sent to jail in the first place. One can hardly imagine how unfair it has been for her to spend 8 years in jail in awful conditions, while her only crime was to try and inform her fellow Vietnamese citizens about what was actually happening throughout the country. One can hardly imagine Minh Man's strength of will while she was behind bars. The time in solitary confinement, the hunger strikes, every day it's been a daily fight to stick to her principles and her ideals. People like Minh Man are real heroes for us because they bear the burden of providing people, of providing citizens with independent information. In this sense, Minh Man did a work that needs to be recognized internationally. We want to wish the best for the future and assure her that Reporters Without Borders will always stand beside her in a fight for freedom of information, in a fight for human rights, and in a fight for democracy. Vâng, kính thưa các bạn, vừa rồi là những chia sẻ rất là chân thành của những người bạn của gia đình Minh Mẫn cũng như những người đã từng giúp vận động cho Minh Mẫn. Thì Xuân Phương xin được mời các bạn trở lại với những hình ảnh từ Trà Vinh. Hiện giờ thì trên màn hình, theo Xuân Phương nhìn thì được biết là Minh Mẫn vẫn còn đang được tặng bông, tặng quà cũng như nhận những lời chúc mừng của bạn bè, người thân, bởi vì rất là đông nên phần mà tặng quà, chia sẻ cũng như là nhắn gửi những cái lời chúc mừng đó có lẽ là nó kéo khá là dài. Nhưng mà đây cũng là những cái hình ảnh mà nói lên cái tình cảm của mọi người. Vâng, Xuân Phương được biết là Minh Mẫn có lời phát biểu không ạ? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mà Minh Mẫn rất là vui vì được đoàn tụ với gia đình, được tất cả mọi người đón chào với niềm vui rất là lớn, những bó hoa và những món quà bé nhỏ nhưng rất là ý nghĩa với Minh Mẫn. Cho Minh Mẫn lời cảm ơn đến ba mẹ cùng họ hàng và các bạn bè của Minh Mẫn hôm nay. Cho Minh Mẫn gửi lời cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa các bạn, vừa rồi một lần nữa là Minh Mẫn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Các bạn chắc cũng như Xuân Phương nhìn thấy được cái sự xúc động, nghẹn ngào, và đôi lúc là
những cái lời nói có lẽ là không tả được hết tất cả những cái gì mà Minh Mẫn muốn gửi lời cảm ơn đến cho mọi người. Có lẽ Minh Mẫn từ hôm qua tới giờ Xuân Phương nghĩ rằng nói cả ngàn cái từ cảm ơn rồi, nhưng mà có vẻ như là Minh Mẫn vẫn còn rất xúc động bởi vì cái tình cảm của mọi người gửi đến cho cô. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình bằng một cái bài hát mà rất là đặc biệt, đã được thơ làm thơ và phổ nhạc tặng riêng cho Minh Mẫn. Trước khi mà chúng ta cùng nhau nghe bài hát mang tựa đề Em Là Bông Hồng được viết tặng riêng cho Minh Mẫn, thì Xuân Phương cũng xin trở lại với chị Thanh Lan. Trước hết thì trước khi kết thúc chương trình, không biết chị có những lời chia sẻ gì khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh thật là cảm động như vậy từ Trà Vinh, thưa chị. Dạ, cảm ơn Xuân Phương đã cho Thanh Lan cơ hội coi như là xem trực tiếp những sinh hoạt ở bên Trà Vinh. Rất mong một ngày gần đây mình sẽ có một cái cuộc nói chuyện dài hơn với Minh Mẫn và hiểu thêm về người con gái, tuy rằng còn trẻ nhưng mà rất kiên cường. Xin cảm ơn Xuân Phương và xin chào anh Nguyễn Văn Đài, và cũng xin kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Facebook Việt Tân. Xuân Phương xin mời anh Đài chia sẻ một số cảm nghĩ của anh ạ. Vâng, phải nói rằng tôi cũng là một người tù như lương tâm, đã ra tù đầu tiên vào ngày 6 tháng 3 2011, thì khi nhìn những cảnh những người bạn bè đến mừng chia vui với chị Minh Mẫn tặng hoa thì tôi rất là cảm động, bởi vì cái thời điểm mà tôi ra tù năm 2011 đó, thì lúc đó rất là khó khăn, an ninh họ bao vây hoàn toàn chặt chẽ cái khu vực của nhà tôi, không có bất kỳ một người bạn nào có thể đến thăm mà tôi được, đến nơi lập tức là họ bắt và họ đuổi về ngay, cho nên là không có được cơ hội được nhận hoa cũng như những lời chúc mừng như là chị Minh Mẫn. Bởi vì lúc đó sau này khi mà tôi nghe câu chuyện là những người dân ở đó kể lại thì an ninh họ nói là ngày hôm đó là phong tỏa toàn bộ khu vực, bởi vì chỉ cần có một hoặc là hai người đến đó mà cầm bó hoa vẫy chào ông Đài ông trở về, hình ảnh này được đưa lên trên mạng xã hội, đưa lên trên internet thì nó sẽ tạo ra một cái chấn động lớn, cho nên là an ninh họ hoàn toàn không muốn bất kỳ một cái lời chào mừng nào đến với tôi để họ cô lập mình. Thì ngày hôm nay những hình ảnh mà chúng ta vừa đưa lên thì chắc chắn nó truyền tải không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, nó là cái nguồn khích lệ động viên cho tất cả những người đang kết đấu tranh ở trong nước cũng như là thân nhân của những người đang bị giam giữ trong nhà tù. Thì tôi rằng đây là một chương trình rất là tốt, rất là phong phú của Facebook Việt Tân, và tôi mong rằng là cái chương trình tiếp tục, bất kỳ một tù nhân nào lương tâm nào ra tù thì sẽ được chào đón như vậy, nó sẽ là mang lại niềm vui không chỉ cho chính động viên cho chính người đó mà đem lại niềm vui cho chung cho tất cả những người đang khát khao đấu tranh cho tự do chủ Việt Nam. Một khi lần nữa trước khi chia tay thì xin cảm ơn chị Xuân Phương, cảm ơn ban tổ chức đã làm chương trình này và cho tôi gửi lời thăm hỏi động viên ân cần nhất đến chị Minh Mẫn cùng toàn thể gia đình của chị. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và sớm tiếp tục đóng góp cho cái công cuộc chung đấu tranh dân chủ của Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài, và đặc biệt là cảm ơn anh đã chịu khó thức sớm để mà tham gia chương trình livestream của chúng tôi. Hẹn gặp lại anh trong những dịp tới, cũng như kính chào chị Thanh Lan. Hy vọng rằng chị sẽ trở lại thường xuyên hơn với Facebook Việt Tân. Và kính thưa các bạn, kết thúc chương trình, Xuân Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi và một lần nữa cũng xin lỗi các bạn vì những trục trặc kỹ thuật lúc ban đầu. Và chúng ta hãy cùng nhau kết thúc bằng một bài hát để mà hy vọng rằng sẽ góp được thêm phần vào động viên cho Minh Mẫn. Xuân Phương xin kính mời mọi người cùng nghe bài hát Em Là Bông Hoa, thơ của nhà thơ Trầm Phương, phổ nhạc và trình bày với ca nhạc sĩ Hoàng Tường. Một lần gặp em, chỉ biết em như trong huyền thoại. Sống những ngày kiên cường như tên
gọi người con gái của tổ quốc hôm nay. Tuổi hóa niên bị giam hãm tù đầy vì lý tưởng canh tân, vì tấm lòng yêu nước. Em là bông hoa diệu kỳ bên tháp Đổ, là ngôi sao lấp lánh mùa trời đêm. Chào đón em vừa sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng đêm. Chào đón em vừa sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng lần gặp em. Chỉ biết em như trong huyền thoại, sống những ngày kiên cường như tên gọi người con gái của tổ quốc hôm nay. Tuổi hóa niên bị giam hãm tù đầy vì lý tưởng canh tân, vì tấm lòng yêu nước. Em là bông hoa diệu kỳ bên tháp Đổ, là ngôi sao lấp lánh mùa trời đêm. Chào đón em vừa sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng đêm. Chào đón em vừa sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng đêm. Chào đón sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng.